Xin chào quý vị khán giả của Một Kỹ Năng Cuộc Sống. Quý vị thân mến, việc sở hữu cho mình một sống mũi không được thanh tú cũng như là hơi thấp một tí xíu đôi khi lại khiến cho chị em phụ nữ của chúng ta mất đi sự tự tin. Nhưng mà vấn đề đó vẫn có thể khắc phục được nếu như mà chúng ta nắm được một vài cái bí quyết nho nhỏ trong việc trang điểm. Và cũng chính vì lý do đó mà ngày hôm nay, Một Kỹ Năng Cuộc Sống cùng với lại chuyên gia trang điểm Thảo Paris và người mẫu Thúy Ngân sẽ giúp cho quý vị có thể thực hiện được Thật ra để khắc phục cái sống mũi thấp để nhìn được cao hơn, chúng ta sẽ lợi dụng ánh sáng. Những cái vùng nào mình muốn cho nó cao lên, chẳng hạn như là vùng sống mũi, thì chúng ta sẽ dùng cái highlight, tức là cái lai sáng. Và những cái vùng nào mà hai bên nó hơi bị to ra thì chúng ta sẽ sử dụng cái phấn tối để chúng ta tạo một cái độ tối cho cái vùng đó. Thì chắc chắn khi chúng ta nhìn vô thì sống mũi của chúng ta sẽ cao hơn rất là nhiều. Và trước tiên để làm được điều này thì chắc chắn chúng ta phải cần hỗ trợ của cái phấn highlight. Thì cái phấn highlight này chúng ta sẽ đánh vào cái vùng chữ T trên cái trán của chúng ta. Cái sống mũi chúng ta cần tôn tạo lên thì chúng ta sẽ cho một cái đường sáng ở vùng cái phần này. Một điều đặc biệt hơn đó là nếu chúng ta muốn giữ cái độ này lâu hơn á, thì cái phấn tối này chúng ta nên sử dụng bằng kem trước. Điều đó sẽ giúp cho cái sống mũi của chúng ta được giữ cái độ cao lâu hơn. Tại vì mồ hôi ở sống mũi sẽ thường hay bị chảy ra. Thì nếu mà chúng ta đánh phấn không á, thì nó sẽ bị trôi cái lớp phấn này đi, thì nó sẽ không còn cái độ cao nữa. Và hai bên cánh mũi thì chúng ta rất là quan trọng. Tại vì sống mũi của chúng ta được thanh tú hay không, nó do một phần rất là lớn ở bên hai bên cánh mũi. Vì hai cánh mũi to thì cũng không được đẹp các bạn. Và mình chú ý nó sẽ có một cái độ loang từ phía dưới chân mày đi xuống như thế này. Chứ mình không nên đánh ngay từ cái đầu chân mày đi thẳng xuống. Tại vì nếu cái đầu chân mày xuống nó sẽ làm cho bị gãy đi. Và chúng ta nhớ là chúng ta phải có một cái độ loang từ đậm tới nhạt ha các bạn ha. Rồi và sau đó chúng ta sẽ sử dụng thêm phấn bột. Phấn bột màu nâu hoặc là phấn bột màu tối để chúng ta sử dụng cho cái phần sống mũi. Và chú ý là chúng ta sử dụng cây cọ hơi xéo một tí xíu. Và chúng ta sẽ vuốt từ phía dưới chân mày chúng ta đi xuống như thế này. Chú ý điều tuyệt đối chúng ta phải đánh từ phía dưới xương chân mày nha các bạn ha. Phía dưới chân mày chúng ta không đánh phía trên cái thẳng của đầu chân mày. Và chúng ta sẽ lợi dụng một tí xíu nữa cái phần phấn sáng và tối. Vì cái phần phấn tối sẽ giúp cho gương mặt được gọn hơn cũng như sống mũi được gọn hơn. Mình sẽ tạo khối những cái vùng mà chúng ta cảm thấy hơi to thì mình sẽ cho gọn lại một tí xíu. Chị Thảo ơi, em thấy là có một vài người thì cái vùng sống mũi của họ là nó sẽ khác nhau. Có những người mà vùng sống mũi nó sẽ hơi ngắn, cũng có những người vùng sống mũi hơi dài hơn so với lại gương mặt. Thì chị có những cái bí quyết nào để mà có thể khắc phục được cái tình trạng đó không ạ? Với những bạn mà sống mũi hơi ngắn thì chúng ta sẽ đi một cái đường sống mũi từ phía dưới chân mày này, chúng ta kéo vuốt thẳng cho nó lại ra luôn xuống tới đầu sống mũi. Đó cũng là một cái bí quyết để cho cái sống mũi nhìn được dài hơn. Nếu như là sống mũi chúng ta hơi bị dài quá thì mình đánh nó lên trên cái chóp mũi một tí xíu thì sẽ nhìn nó ngắn hơn và nhìn cân đối với gương mặt. Và lưu ý với các bạn là dù chúng ta muốn tạo sống mũi ngắn hay dài gì đó, mình cũng phải lưu ý tới gương mặt của mình. Có một số các bạn thì gương mặt rất là nhỏ nhưng mà cái sống mũi ngắn thì không chịu, lại cứ muốn sống mũi nó dài ra thì nó sẽ lại bị nghịch lại, thì nó sẽ không có được hài hòa. Chúng ta sẽ dùng thêm cái highlight một lần nữa để làm tạo cái lai sáng vùng mặt cũng như sống mũi, giúp sống mũi cao hơn và cả dưới quần mắt ha các bạn. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng phấn phủ để phủ một lần nữa trên toàn bộ bề mặt để giúp cho phần phấn khối và phấn lai sáng cũng như màu da của chúng ta được hài hòa với nhau. Chị Thảo ơi, em thường thấy là khi mà chúng ta make up mà tạo cái vùng sống mũi á, thường thường là mọi người nếu như mà không khéo á, thì sẽ hay bị lộ rõ hai cái đường ranh giới khi mà tạo sống mũi. Thì chị có cái bí quyết nào mà giúp khắc phục cái tình trạng đó được không ạ? Chúng ta sẽ đánh từ từ thôi. Mình sẽ đánh từ cái từ nhạt xong rồi đậm dần. Chúng ta nên sử dụng cây cọ, một cái loại cọ để sử dụng cho sống mũi như thế này. Chúng ta nên chủ bớt ra cái bàn tay của mình. Và khi chúng ta đưa lên thì chúng ta cảm thấy nó vừa rồi thì thôi. Khi nào mà cảm thấy không đủ thì chúng ta sẽ làm thêm một lần nữa. Mình cứ từ từ chứ không nên vội vã trong việc trang điểm. Thì đánh mắt hồng như là cũng là một trong những cái yếu tố mà tôn lên cái sống mũi cao đúng không chị? Đúng rồi. Những cái vùng má hồng mà chúng ta đánh lên như thế này sẽ làm cho những cái điểm cái gương mặt của chúng ta được tươi tắn và gọn gàng hơn. Thì sẽ góp phần một lần nữa nâng sống mũi của chúng ta được cao hơn khi gương mặt của chúng ta càng được hài hòa hơn.
Điều quan trọng nhất khi chúng ta tôn tạo sống mũi cao không phải là chúng ta làm cho cao là đẹp, mà chúng ta cần có một cái đẹp tự nhiên nữa. Quý vị thân mến, như vậy thì chỉ với một vài cái mẹo nhỏ thôi, quý vị chỉ cần nắm những cái bước đơn giản như vậy thôi thì chúng ta đã có thể khắc phục được những cái nhược điểm về sống mũi chúng ta rồi. Và một lần nữa thì xin cảm ơn chuyên gia trang điểm Thảo Paris cũng như là người mẫu Thúy Ngân đã đến đây tư vấn cho Linh Phi cũng như là quý vị khán giả của chương trình có được những cái bí quyết nho nhỏ trong việc làm đẹp. Nếu như quý vị có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn thì chỉ cần gửi mail về cho chúng tôi theo địa chỉ email vui sống mỗi ngày amoc.chuthi.com.vn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.